công đức phóng sanh niệm Phật nó có một cái năng lực chuyển hóa bệnh hoạn, và đặc năng lực đó là tiêu tai giải nghiệp, thọ mạng kéo dài, và công đức niệm Phật kéo trí tuệ phát sanh. Trân trọng giới thiệu, hôm nay sẽ có một cô mà chúng tôi đã giới thiệu nhiều băng từ những cái đĩa ở ngoài Đà Nẵng. Đó là cô này bị bệnh sơ gan, bụng sưng. Thế mà cổ niệm Phật một tuần lễ bụng xẹp xuống và tiểu đường rất cao. Vì tiểu đường giảm xuống và hôm nay cổ mạnh khỏe, cổ Bình Dương. Hôm nay cổ có đi đến đây. Rồi cổ lên sau khi chúng tôi giảng có Phật Pháp nhiệm màu. Ha, đâu rồi cô ở Bình Dương đâu rồi? Lên đây mang cái ghế cho ngồi. Quý vị cho anh chồng phải tay thật lớn thật dài à. Cô này cổ đã kể cho chúng tôi, Bình Dương và chúng tôi đã kể nhiều băng đĩa. Hôm nay chúng tôi muốn minh chứng rằng công đức phóng sanh và chúng ta giải nghiệp hết bệnh và thọ mạng kéo dài. Chúng tôi xuống niệm Phật đường Bình Dương khi chúng tôi với cổ thì cổ kể. Và chúng tôi định mời cổ xuống chùa Liên ngày 17 tháng Giêng ở tại Bạc Liêu. Nhưng mà báo gấp quá. Chúng tôi có hẹn với Phật tử ở Bạc Liêu là ngày 24 tháng 2 cổ đến. Quý vị, đặc biệt có một cái bệnh bị bệnh sơ gan, cái bụng rất lớn. Mà những người khác thì bác sĩ rút nước ra đó. Một ngày những người khác mà cái bụng bị sình lên á, sưng lên á, thì rút ra khoảng 5 lít nước. Nhưng cổ thì rút ra có nửa ống xe lanh. Nhưng cuối cùng bác sĩ kêu thôi, bà nằm đây một tháng rồi, thôi bà đi về nhà đi, đuổi bà về. Coi như bác sĩ không chữa được bệnh. Mà Phật A Di Đà là đại y vương chuyển được nghiệp khi chuyển hết bệnh. Và cổ khi về lại cổ niệm Phật ăn chay, phóng sanh tu hành, chuyển được nghiệp. Nhân vật mà chúng tôi muốn trân trọng giới thiệu quý vị Phật tử có mặt trong ngày hôm nay, cũng như là giới thiệu tử khi được xem cái đĩa này lên trên trang web vôlượngthọ.vn của toàn thế giới ha. Dạ. Thưa quý vị, sở dĩ quy tụ về số lượng người nhiều như vậy trong cái vùng thôn quê hẻo lánh, chùa Linh Phước được xem la xôi hẻo lánh, là do cái duyên chúng tôi đã kết duyên với phóng sanh nhiều năm qua. Tôi nghĩ cái lượng phóng sanh mà trong vòng từ năm 2010 đến hôm nay á, mình cứ một năm thì chúng tôi đi phóng sanh khoảng 12 lần trung bình, và có thể phát sanh lần hoặc một tháng 3 lần. Vì vậy chúng tôi cứ cho là khoảng 12 lần trong một năm, một lần thì vào tầm khoảng 4-5 tấn cá. Thì đến ngày hôm nay chúng tôi nghĩ rằng cái số lượng cá rất là nhiều. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng vì cái phóng sanh đó cho nên riêng bản thân chúng tôi đến thấy rất là khỏe. Và hầu như trong cơ thể không thấy bệnh gì nặng, hầu như cảm bệnh thông thường cũng ít thấy đến với mình. Cho nên chúng tôi nói công đức phóng sanh tiêu và công đức ăn chay giải nghiệp tiêu bệnh. Lắng nghe ha. Vừa rồi Vía Quan Âm ai có đi lạy 500 danh hiệu giơ tay cho biết ạ. Wow. Quý vị công nhận vừa rồi Quý Quan Âm xuất sắc không ạ? Xuất sắc. Nếu ai có internet chút trưa hôm nay về coi liền. Còn nếu không có internet gọi điện thoại lên tỉnh Thất Quan Âm để xin đĩa. Khoảng 5 ngày về sau chúng tôi sẽ dập 10.000 bộ. Không ngờ vừa rồi có thể chúng tôi giảng được hơn 4 tiếng đồng hồ. Và giảng sau 15 phút, nghỉ nửa tiếng đồng hồ đến 2 giờ kém 15 chúng ta lại đến 5 giờ xong hỏi quý vị. Chúng tôi rất hài lòng về cái đĩa Vía Quan Âm năm nay. Và chúng ta chỉ tổ chức một lần cuối cùng, bởi vì chúng tôi muốn giảng cái bộ kinh Vô Lượng Thọ. Hòa Thượng Tịnh Không nếu nói nếu những người muốn giảng kinh vô, muốn đi làm pháp sư giảng sư thì không làm kinh sám Phật sự và không tổ chuyên tâm vào giảng kinh thôi, thì người này giảng 3 năm đến 5 năm đến 10 năm thì thành tựu đó là gì? Là nhiều người Phật tử sẽ phát bồ đề tâm cực lạc, và họ sẽ phát bồ đề tâm giống mãnh nguyện vãng sanh Tây Phương cực lạc, để khi họ diễn kiến Đức Phật A Di Đà và họ hóa sanh trong hoa sen để cho họ mau chóng thành vô thượng. Đây là mục tiêu mà hôm nay chúng tôi đi theo vị lão sư này, chứ không phải là ở chùa Đại Tùng không cho chúng tôi tổ chức, mà chúng tôi muốn dừng lại để dành toàn bộ thời gian giảng kinh Vô Lượng Thọ mà giảng trên internet. Giảng internet tức là quý vị lên trang web vôlượngthọ.vn, phần mềm trên vệ tinh TV về, quý vị sẽ nghe chúng tôi giảng trực tiếp.
Và buổi phóng sanh này gần lần cuối. Vì sao? Vì chúng tôi ít đi phóng sanh lại và sẽ nhờ các chùa để tự phóng sanh giùm chúng tôi. Và quý vị cũng sẽ phóng sanh hôm nay. Chúc mừng cho quý vị có mặt trong ngày hôm nay. Vì sao chúng tôi không? Vì mỗi lần chúng tôi đi xuống đây, chúng tôi dành cái thời gian để mà sắp xếp cái chương trình, hầu như là mất một tuần lễ đi và sau khi đi xong về. Cho nên chúng tôi gửi tiền, nhất là chùa Liên Hoa ở Bạc Liêu, chúng tôi gửi 5 triệu, 10 triệu, 20, 30 triệu để thượng tọa sẽ tự tổ chức trong chùa giùm chúng tôi, nhà chuyên giảng kinh như Hòa Thượng Tịnh Không. Và ai muốn gặp chúng tôi thường xuyên thì vào trang web Vô Lượng xem ngày giờ chương trình, và vào trang web vệ tinh tv.com kéo chương trình vào điện thoại iPhone, cài vô iPad, Samsung, vô vi tính và vô trong TV, chỗ nào kéo phần mềm đó về để chúng ta nghe trực tiếp chúng tôi giảng một ngày 2 tiếng. Quý vị quan hệ không ạ? Chúng tôi thích làm điều này. Chúng tôi thích làm điều này. Và chúng tôi cũng không ngờ vì sao cái sức khỏe vừa rồi gần như ngồi sinh hoạt 5 tiếng đồng hồ, từ 8 giờ tối đến 1 giờ khuya và từ 2 giờ kém 15 lại. Cái này sức khỏe không phải là sức khỏe của chúng tôi, mà sức khỏe từ ở đâu? Từ công đức phóng sanh. Chúng tôi tin. Và sức khỏe từ đâu mà chúng tôi có thể từ 8 giờ sáng? Từ công đức ăn chay. Hôm nay chúng tôi không phải khoe khoang, mà chúng tôi tin tưởng điều này. Thì chúng tôi mong quý vị là tin tưởng điều này, là phát tâm ăn, phát tâm phóng sanh, có một sức khỏe dẻo dai bền bỉ. Và khi mình hợp lòng trời, thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan hỷ. Cảm ơn ngài. Thuận lòng chúng ta phóng sanh, đây là một trong 10 điều thiện của thập thiện. Và khi chúng ta làm một trong 10 điều thiện này thì trời là chư thiên là sẽ gì? Sẽ hợp, tức là được sự gia trì, được sự phối hợp, được sự gia hộ Thiên Long Thần Hộ Pháp. Thuận tánh Phật, tức là người phóng sanh ăn chay á, là người ta có lòng từ bi người ta mới làm. Không có lòng từ bi người ta làm không được. Vì vậy cho nên thành ra người ta mới thuận tánh Phật. Thuận cổ Phật, cái tâm cổ Phật á, là lòng từ bi, vô ngã vị tha. Mà chúng ta phát Bồ Đề tâm phóng Phật, cái này là 10 công đức phóng sanh Phật dạy nha. Mà cái người nào mà thuận tánh Phật á, là được Phật gia hộ. Loài vật cảm ơn. Thế vì chiều hôm nay nó chết, nó bị nhổ lông chiên xào nấu nướng, mà mình thả nó ra thì nó biết ơn mình, nó sẽ báo và nó sẽ trả nợ mình. Những người con mà vào trong gia đình mình á, mà nó ngang ngạnh, nó bướng bỉnh, là đời trước mình oán thù với nó, bây giờ nó vô nhà nó báo oán, nó đòi nợ. Như thế nó, mình ăn thịt nó, mình cộng nghiệp giết, gọi là gián tiếp giết nó. Thành ra bây giờ nó sanh vào trong nhà mình, nó sẽ báo thù lại mình. Cho nên những người con đó là mình. Hôm nay mình muốn chấm dứt cái oán thù này là quyết tâm không ăn thịt chúng sanh nữa. Lắng nghe tổ Ấn Quang nói nha. Sáng hôm nay mới có chưa tới 2 giờ 35 phút, nằm ở ngoài phòng trọ. Vô phòng trọ nằm từ khoảng 9 giờ 15 thức dậy. Thường cái giờ của chúng tôi hôm nay là nó vào tầm khoảng 1 giờ hơn của chúng tôi. Giờ đây chúng tôi, quý vị vô nhìn chúng tôi bằng trực tiếp, bằng xương, bằng thịt. Cái xịt thịt xương chúng tôi chưa? Chứ vài bữa là chỉ nhìn qua màn hình internet thôi nha. Và 19 tháng 6 chúng ta cũng lại qua internet. Tại nhà chúng ta cũng thấy giúp giảng 2 tiếng đồng hồ hoặc 3 tiếng rồi lại chung với chúng tôi luôn. Tại Việt Nam lúc, tại Mỹ lúc mấy giờ, tại Úc lúc mấy giờ, tại Iceland lúc mấy giờ, thì lên trang web vôlượngthọ.vn thấy thời gian trên đó rồi. Thì nghe chúng tôi giảng và chúng tôi lại chung với quý vị trên đó, và cả gia đình quý vị ai cũng được lại hết. Chúng tôi muốn điều này. Khi vào trong đó rồi, quý vị sẽ thấy một chương trình là tại nhà quý vị được bao nhiêu người chuẩn bị lại. Quý vị gửi cho chúng tôi một cái email để biết cái số lượng người đó. Thì khi chúng tôi bước lên trên đó giảng, cái là chúng tôi nói hiện giờ bây giờ được 200.000 người. Không biết được không ta? Biết đâu bữa nay mình ngồi mở miệng mình nói 200.000 thì nó có 200.000 thì không ta? Chúng tôi tin tưởng điều này. Vừa rồi lên không ạ? 70 mấy 80 ngàn phải không ạ? Thì toàn thế giới 200 là chắc. Chúng tôi muốn xiển dương điều này. Cho nên thành ra chúng tôi muốn quý vị ngồi lắng động tâm tư, đừng nhìn đi đâu, nhìn mặt thầy thôi.
nữa, đừng nên nói chuyện nha, đừng nên nói chuyện. Nghe nè, sáng hôm nay một cho đến khoảng 3 giờ mấy, gần 4 giờ, tự nhiên cầm cái cuốn ấn quang lật ra đúng ngày 307. Lạ nghe, lật ra cái đúng 300, đọc đến một cái đoạn này, có ấn quang đại sư nói một cái tự nhiên gì? À, sáng nay nói cái đoạn này cho Phật tử. Nhưng mà nhiều lúc quý vị đọc mà quý vị không có thẩm thấu cái nghĩa lý á, thấy nó không có hay. Nhưng khi chúng tôi đọc xong, chúng tôi giảng ra rồi, quý vị nghe nó thấm thía cái nghĩa lý trong này. Bởi vì đây là tổ 13 trong Liên Tông Thập Tam Tổ, 13 vị tổ. Tổ ấn quang khi ngài tịch á, mà đặc biệt thiêu cái răng còn nguyên vẹn. Nhớ nha, cái răng của mình mà vào lửa khoảng 1000 độ, khi bắt đầu nó thiêu là không có còn một cái gì hết trơn, răng đồ là thành tro hết trơn. Nhưng mà riêng đặc biệt ngài thiêu cỡ gì đi nữa còn nguyên vẹn. Tức là ngài muốn nói rằng tất cả những lời của ngài nói trong ấn quang đại sư Gia Ngôn Lục, ấn quang đại sư Tục Biên á, thì chắc chắn của ngài, và đây là chân lý không có cái gì phá hủy được. Mỗi vị Bồ Tát một cái hạnh nguyện khác nhau, giống như là Bồ Tát Thích Quảng Đức thì để lại trái tim thiêu mấy ngàn độ không cháy. Mà riêng tổ ấn quang là chúng tôi đi đến Phổ Đà Sơn, thì chúng tôi mà hồi xưa ngài ở trên đó, và ở trong cái liêu phòng của ngài bây giờ còn lại một cái bình, rồi một cái bộ y, và một cái cuốn kinh A Di Đà, và bốn chữ A, tổ ấn quang niệm bốn chữ A Di Đà Phật. Cho nên ngài nói trong này là niệm bốn chữ cũng được, hoặc sáu chữ A Mi Đà Phật cũng được, mà A Di Đà Phật cũng được, chứ đừng có nói A Mi là đúng, A Di là sai. Và đừng dễ niệm mà A Di là khó niệm, mình niệm riết là nó quen, chứ không cái gì dễ khó. Và đặc biệt là giờ gần lại đây người nói là niệm A Mi là được chứ niệm A Di là sai. Không phải, xưa nay có nhiều người niệm A Di đi, có, và xưa nay theo cái thông tục tập quán là Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hết rồi. Cho nên chúng ta không có bị kẹt trong ngôn ngữ, không kẹt trong danh khác danh từ mà đồng nhân vật. A Mi Đà Phật, A Mi Thủ Hộ, A Mi Ta Bà đều là hiệu, và Đức Phật đang ở Tây Phương Cực Lạc, không có bị dính mắc và phân biệt và tranh chấp nhau về cái. Chúng ta phải hiểu như thế ha. Thưa quý vị, trước khi chúng tôi đọc cái lời này của tổ ấn quang, giới thiệu ngài ấn quang vì sao nói ngài là hóa thân của ngài Đại Thế Chí, trân trọng những giây phút này nha. Cho nên chúng tôi mới nói là phóng sanh lần cuối, là bởi vì chúng tôi nhờ, chúng tôi ở một nơi ở trên Đà Lạt, chúng tôi tập trung toàn tâm đi vào một cái phòng thâu băng và đặt những cái máy quay phim này, chúng tôi muốn quay trước Tết, chúng tôi muốn giảng một ngày 2 tiếng mà vẫn không, cho nên thành ra chúng tôi phải lo, cho nên vẫn chưa giảng được một ngày 2 tiếng. Đó là cái tâm nguyện chúng tôi muốn làm lắm, biết mà đang muốn giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ, mà trú giải Vô Lượng Thọ mà Hòa Thượng Tịnh Không trao cho chúng tôi năm 2010 đến hôm nay là 5 năm rồi mà vẫn chưa giảng xong. Vì chúng tôi thấy cái lối giảng của chúng tôi và kinh Vô Lượng Thọ có nhiều người, vậy chúng tôi mới tập trung vào trong cái điểm chính này. Vì vậy chúng tôi từ bao nhiêu năm nay chúng tôi làm cái trợ hạnh, bây giờ tìm một cách khác là để nhờ các chùa khác phóng sanh giùm mình. Khi Phật tử hưởng ứng gửi tiền đến chúng tôi để phóng sanh, phân bổ chia ra những chùa để phóng sanh giùm chúng tôi. Dĩ nhiên là quý vị cũng sẽ ít nghe chúng tôi giảng về cái đề tài. Bây giờ trong 5 năm nay chúng tôi giảng rất nhiều về cái đề tài phóng sanh rồi. Mà những người nào có căn lành để phóng thì người ta làm liền. Và có những người đến ngày hôm nay nè, người ta nghe rất nhiều lần rồi người ta mới khởi bộ. Hôm qua chúng tôi đi chung với một cái chú Thanh mà ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu. Quý vị nhớ anh chàng bú trong người cục không? Nhớ anh chàng nào không ạ? Hôm nay có những nhân vật đi theo chúng tôi rất là đặc. Anh chàng này chạy xe ôm mà anh nói hôm nay con phóng sanh á, một con cá loại đặc bản 140.000, ngày hôm sau con chạy xe được 350 luôn, lời ghê. Quý vị nhớ chú này không ạ? Qua đi chung với chúng tôi, anh nói dầu cho chạy xe ôm một ngày 10 triệu cũng dễ gì được phóng sanh mấy tấn với thầy. Bây giờ trong người con cũng còn bú mà không. Lắng nghe nhân vật này nha. Hầu như là hôm nay chú này xuống đây không phải là thầy kêu, và trên đường đi thầy cũng không phải là kêu chú này lên giới thiệu, mà đến ngay giây phút này chúng tôi muốn nói là ăn chay phóng sanh hết bệnh trong người ông bú cục còn dám rô nè, mà bú này không nhức nữa, nằng trong người không nhức nữa, lặn xuống 2/3 rồi, có phải là ăn chay chuyển bệnh?
nói Phật pháp nhiệm màu Quan Âm mấy năm rồi, nhưng mà hôm nay vẫn duy trì mỗi ngày đi phóng, chạy xe ôm, mà nói rằng ngày hôm nay phóng sanh là ngày mai chạy xe ôm. Cũng lâu lắm rồi à. Trời rời chúng cục nè. Quý vị cũng bú rõ ràng quý vị à. Có đau không à? Nay bú mà không đau nữa. Hôm nay lâu lắm rồi, hôm nay muốn nói, muốn hỏi về cái vấn đề phóng sanh và cái cơ thể bệnh hoạn như thế nào. Nói cho Phật tử nghe chút xíu nha. Chúng tôi không phải quảng cáo, mà chúng tôi muốn muốn đem những nhân vật người thiệt việc thiệt này cho trơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại đệ tử tu, con tên Trần Ngọc Thanh, pháp danh Hội Pháp. Con cũng lên địa Phật pháp nhiệm màu rồi. Nên hôm nay nói với quý Phật tử nghe là hôm nay con xuống đây là cũng có duyên thôi. Đi với cô Ngọc Sưng lại chú Thiền An, cô dây Liên Thành á, ăn rồi cô nói phóng sanh là cuối cùng, nên cố gắng đi theo. Đi lên nước thầy thôi, rồi xuống đi phóng sanh. Phóng sanh ở Tiền Giang hết một buổi rồi, rồi qua đây phóng sanh rất là bí diệu. Phóng sanh là ăn chay ít bệnh hoạn, phóng sanh thọ mạng kéo dài. Nhưng mà thứ 8 lời Phật dạy hay thứ 9 gì đó là hợp lòng trời, thuận tánh Phật, chư Phật hoan nghỉ. Con cá nó thả ra, mình không ăn thịt nó thì nó không có sợ. Nó cứ bơi lòng vòng vòng mình niệm Phật, rồi một chút xíu cái nó quay lại. Kiểu như nó cảm ơn mình nhưng mà nó không được. Nhưng mà đi chạy xe ôm đó, hôm nay thí dụ con cá ngát nó giống như con cá chơi vậy đó. Nó có 3 cái gai, nhưng mà con cá nó rất tội nghiệp. Nó có bầu bụng nó to lắm, mua con cá khoảng 170 ngàn. Hôm sau thì cứ hồi là 300 ngàn. Cuốn thứ hai là 50, cuốn cuối cùng là 80. Tổng cộng là 430 ngàn. Lời được lời lên thích bị bóng xanh lắm. Một tháng là thường thường bóng xanh khoảng 20 mấy ngày. Tại vì ở Bà Rịa Vũng Tàu là cá nước mặn, ở dưới miền Tây rẻ lắm. Nhưng mà quê vợ miền Tây, còn quê chồng thì ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu xa quá, quê bóng xanh lắm. Cá miền Tây nó rẻ tiền, còn cá trên Bà Rịa Vũng Tàu mắc lắm. Mắc cũng phải làm có cực lạc được. Chứ ở đây mình có tiền nhiều mà mình không làm được. Lúc lâm chung á, lúc ăn, nên mong quý Phật tử đó cố gắng ăn chay trường, phóng sanh. Nhất là quê Phật tử ở miền Tây, nước cá nó rẻ, nên mình mua mình phóng sanh đi. Ráng cố gắng ăn chay trường. Chứ mình ăn mặn lúc ngon xuống tới bầu tử nó, thịt với rau nó cũng như nhau à. Ráng cố gắng. Rồi mình bệnh, cái mình rên, mình ăn mình phải trả nợ. Giống như mình thiếu nợ sao đen vậy, người ta tới ta đòi mình phải trả, đúng không? Chứ Phật tử đừng ăn thịt chúng sanh lúc lâm chung nó ra đi. Như ba của thầy nè, đó ba thầy ra đi rất là lẹ, nhẹ nhàng. Mong quý Phật ăn chay trường, niệm Phật phóng sanh, rồi cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chứ ở đây của cải tiền bạc nhiều đâu, nhưng mà của nhiều là cứ suốt ngày cứ lo chiếc xe hoài, o bế nó hoài, khổ lắm. Không niệm Phật nó, như tôi cũng đâu có giàu có gì, cũng chạy xe ôm sống 3 ngày thôi. Khuyên quý Phật tử cố gắng đi đạo Phật. Thưa quý vị, không có cái đĩa nào của chúng tôi ra mà chú không xem. Và hôm bữa chú nói đi lên bệnh viện chợ thấy đông quá. Chợ rẫy là gì? Rẫy là người ở giường, ở rẫy á, đi lên nhà thương, đặt nhà thương chợ rẫy. không biết ai phó chợ rẫy vậy đó. Thôi được rồi, cảm ơn chú ha. Tuy rằng chú nói có vài câu thôi, nhưng mình nghe bằng tất cả tấm lòng, bằng hạnh, đúng không ạ? Rau với thịt khi qua thì nó cũng bằng nhau. Hình như ông ăn cắp nghề chúng tôi sao? Bữa chúng tôi có nói câu này, phải không ạ? Chú này nói bằng cái gì? Bằng cái tâm cảm và bằng cái kinh nghiệm. Nghe hồi nãy rời cái tay ông thấy cục. Hồi trước là giết heo 12 năm, giết cho ông cậu á, mà ăn cơm với ổng rồi giết, lâu lâu ông cho tiền xài chứ không phải là giết mướn. Bây giờ ở trong nhà ổng là phải giết. Giết heo toàn là ăn những thịt nạc, thịt đồ này nọ, mà bệnh hoạn bú đầy người hết trơn. Hôm nay á, nó lặn hết 2/3. Thuốc gì chữa cũng không hết. Cho nên chúng ta ăn chay là chuyển nghiệp hết bệnh. Và bây giờ bú trong người còn mà không, còn nghiệp nhưng mà không ảnh hưởng, vì do công đức phóng sanh nó đã qua. Hay chỗ này nè quý vị,
sanh, già, bệnh và chết. Có phải quý vị sợ bệnh nhất không? Công nhận không? Sanh đã sanh ra rồi, còn già đó, còn chết nó chết cái xong rồi, đâu có thấy đau đớn nữa đâu. Nhưng mà có cái dạng người mà chết tự giận, chết dưới nước á, thì cái linh thức người ta cứ bị 7 ngày quay lại một rất là đau khổ. Nhưng mà riêng cái người mà khi còn sống mạnh khỏe như vậy, đau bệnh là khổ nhất phải không ạ? Mà bệnh từ đâu mà vào? Bệnh từ miệng, bệnh tùng khẩu nhập. Họa từ đâu mà ra? Họa từ miệng mà ra. Ta bệnh tùng khẩu nhập mà họa tùng khẩu xuất. Tùng là theo, từ miệng mà theo vào, mà từ miệng mà. Cho nên chúng tôi hôm nay sẽ gặp những cái nhân vật đặc biệt kính tin tưởng chúng tôi. Hôm nay chúng tôi đem lên đây để cho mọi người thấy là đây người thiệt, việc thiệt. Nhưng có nhiều người nói bây giờ tôi đâu có bệnh đâu mà tôi ăn chay, để chừng tôi bệnh rồi tôi mới ăn. Lý luận như vậy có được không? Được. Ngay bây giờ ăn để phòng bệnh, ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Nữa không kịp. Mà ngay bây giờ ngừa bệnh thì là... Hôm nay quan trọng lắm á nghe. Hôm nay quan trọng lắm á, hôm nay là quan trọng lắm á nghe. Vì sao vậy? Bây giờ chúng ta nghe cái bài buổi dạy đủ đức tin để chúng ta ăn chay và làm biểu pháp cho gia đình mình và từ làng xóm, và khuyến khích cho tất cả mọi người ai cũng ăn chay. Nghe hồi nãy chúng tôi nói, trước khi đọc những lời của ngài Ấn Quang nè, thì chúng tôi nói trạng và sự hóa thân ứng hiện của ngài Ấn Quang đại sư. Ấn Quang đại sư duy nhất có một là Bồ Tát cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở tại Đài Trung, Đài Loan. Và cái lúc Hòa Thượng Tịnh Không đến học á, thì ngài Lý Bỉnh Nam này tầm khoảng vài ngàn người thôi. Nhưng mà khi mất thì Hòa Thượng Tịnh Không ra đi á, là bao nhiêu người? Người. Ví Quan Âm vừa rồi ở Đại Tùng Lâm 80.000 người, mình thấy như một cái biển người rồi. Ngàn người. Rồi Hòa Thượng Tịnh Không đi một thời gian, quay về lại thăm ngài Lý Bỉnh Nam á, là 500.000 người. Tăng ni có, Phật tử có. Dễ sợ không? Ấn Quang đại sư là quá thân quá. Mà hầu như nghe, mà hầu như những lời của ngài Ấn Quang nói như là ngài Đại Thế Chí, còn tương tự như ngài Đại Thế Chí. Ví dụ nè, Ấn Quang đại sư mới nói rằng là nói tụng một kinh không bằng nhiều kinh, đừng nói lạy một Phật không bằng nhiều Phật, đừng nói niệm một Phật không. Thì ngài Đại Thế Chí nói sao? Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện. Cái này nó đồng với cái câu nói là đừng nói tụng một kinh không bằng nhiều kinh, đừng nói lạy một Phật không bằng nhiều Phật, niệm một Phật không bằng nhiều Phật. Nhớ nghe. Tức là chúng tôi thấy những cái điều mà Đại Thế Chí Bồ Tát như là Ấn Quang đại sư nói, những cái điều mà trong cái Ấn Quang đại sư Gia Ngôn Lục này, nó nên là Đại Thế Chí. Vì vậy chúng tôi nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói, thì Hòa Thượng nói là thì thân tướng của ngài Đại Thế Chí khác với Ấn Quang, mà trên cái mặt lý á, thì chúng ta có thể chấp nhận được điều này. Thì những lời nói ở trong Ấn Quang đại sư Gia Ngôn Lục này gần như là của ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Thì chúng tôi đọc cho chư tôn đức tăng ni nghe những cái đoạn của ngài đại sư Gia Ngôn Lục, và quý Phật tử lắng nghe nha. Trong ác nghiệp chỉ có sát nghiệp là nặng nhất. Lúc nữa chúng tôi phân tích vì sao trong tất cả các ác nghiệp thì sát nghiệp là nặng nhất. Khắp dưới gầm trời không một ai chẳng tạo nghiệp sát, dù cả đời chẳng, nhưng hằng ngày ăn thịt tức là hằng ngày sát sinh. Ai trong này ăn thịt giơ ai trong này ăn chay giơ tay. Wow, chay trường giơ tay. Giỏi quá nghe. Có một số người không lắng nghe nha. Giờ nghe lại lời tỏ nè. Không biết quý vị có duyên với tỏ Ấn Quang sao cho mỗi lần chúng tôi đọc đến những lời của tỏ lên nghe. Có nhiều người nói tôi ăn chứ đâu có giết đâu. Tỏ Ấn Quang nói là ăn cũng là cộng nghiệp sát sanh nè. Nghe lại nha. Chỉ có nghiệp sát là nặng nhất. Khắp dưới gầm trời không một ai chẳng tạo, dù cả đời chẳng sát sinh, nhưng hàng ngày ăn thịt chúng sanh tức là sát sinh. Nghe rõ ràng từng chữ từng câu. Bởi chẳng giết chắc chắn chẳng có thịt, kẻ mổ thịt, kẻ sẽ đánh cá đều là để cung cấp cho nhu cầu người ăn thịt, đều là
cung cấp nhu cầu cho người ăn thịt. Hại thay cho mình. Họ giết hại thay cho mình. Giờ lắng nghe chúng ta phân tích nha. Bây giờ bắt đầu mới lắng nghe vô định hả miệng rồi đó đó. Nghe hay quá, hả mồm hả miệng rồi đó nghe. Trong các ác nghiệp là gì? Là nghiệp không có thiện. Nghiệp không thiện là nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu. Đó là năm tội. Hả mà? Và tham sân si cũng là ác nghiệp. Ác nghiệp. Mười ác nghiệp. Mười ác nghiệp từ thân khẩu ý. Mười ác nghiệp. Chỉ có nghiệp. Vì sao nghiệp sát nặng nhất? Vì giết chúng sanh, tức là giết cha mẹ của, và giết Phật trong đời. Lắng nghe nghe. Năm 2010 gặp một vị thầy đứng ở trong tivi. Vị thầy nó ông đẹp mà gương mặt của ông hảo đẹp như Phật Dược Sư. Mỗi lần ra chợ là không còn một con, không có tiền cũng mua thiếu. Ngày mai có tiền trả, không biết ngày mai ở đâu trả. Bởi vì ngài tin công đức phóng sanh đó quý vị ạ. Nhưng hôm nay chúng ta chưa công đức phóng sanh. Có tiền cũng không dám phóng sanh, mà có cũng phóng sanh ít ít chứ không dám phóng sanh nhiều. Mà sao lại là thượng tọa này không có tiền mà dám mua nợ? Ngài tin công đức phóng sanh. Vì tin công đức phóng sanh cho nên ngày hôm sau tác đem tiền đến cho trả. Hay lắm á ngàn. Mình không dám làm điều này, không đủ đức tin phải không ạ? Chưa đủ đức tin cho nên thành ra mình phóng ít ít, hoặc giả có tiền khoảng 20 triệu, 500 ngàn thôi. Còn thượng tọa này có 200 triệu ông làm sạch, 20 triệu ông làm không có đủ tiền mua thiếu luôn. Ghê chưa? Nhìn gương mặt hào tròn đầy đẹp, giác nhàn là không có cái cửa gì rồi đó. Không thật mà. Quý vị hôm nay thấy thầy như vậy mà thầy không có cái cửa gì đó với thượng tọa này. Mà thượng tọa nó làm sao, lắng nghe nè. Sanh là phóng Phật, sát sanh là sát Phật. Có phải mình ăn thịt chúng sanh là cộng nghiệp với việc giết sát? Thầy Ấn Quang Đại Sư là người ta nói giết thay mình đúng không ạ? Thay vì mình trực tiếp giết mà người ta giết thay mình, giết giùm mình. Giết thay là giết giùm mình á. Biết sao bữa nay trong người chúng tôi nó có cảm xúc lạ nghe quý vị nghe. Lạ nghe. Lại xong một tháp Quan Âm, về lại trên khu chuyên tu, hai ngày sau nó hồi phục lại sức khỏe. Chúng tôi nói đợt sau mới hồi phục sức khỏe, mà sao có hai ngày sau à? Vì sao vậy? Vì khi mình mệt, khi mình đau, khi mình sự vụ gì xảy ra thì cái công đức phóng sanh này nó ứng hiện liền để nó quá giải. Liền là mình phải đi vào trong nhà thương, bệnh viện, bác sĩ chữa. Mà có nhiều được. Hôm nay chúng tôi lấy một vị hòa thượng Hạ Chiếu, trưởng ban trị sự huyện Đức Trọng, trưởng ban tăng sự tỉnh Lâm Đồng, vừa xuống tóc cho 25 chú tại tỉnh Thất Quan Âm. Hòa thượng làm bổn sư coi 25 chú này, cái chữ lót là Nhật. Còn hòa thượng Pháp Chiếu mà tịch rồi, trưởng ban trị sự tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi cũng xuống tóc cho 70 chú, đặt pháp danh là Bửu. Hòa thượng 130 chú, đặt pháp danh chữ lót đầu tiên là. Hơn 200 vị đó ở tại tỉnh Thất Quan Âm là chúng tôi thỉnh các vị hòa thượng đạo cao đức. Vì chúng tôi theo đường hướng của Ấn Tổ là không xuất gia cho ai, không quản tăng, không tài. Chỉ chuyên nhất một việc, đó là giảng kinh thuyết pháp. Chúng tôi có năng khiếu này. Cho nên nói tới nói lui vô cái chỗ Ấn Tổ. Ấn Tổ một đời chỉ có một vị cư sĩ đó, ngài Lý Bỉnh Nam, mà lại giáo hóa cho thành, mà thực sự thành tựu. Thưa quý vị, hòa thượng Minh Chiếu vừa rồi chúng Chợ Rẫy chúng tôi thăm. Trước khi đi lễ vía Quan Âm chúng tôi xuống thăm. Lắng nghe ngay chỗ này quan trọng. Bác sĩ nói là hòa thượng nhồi máu cơ tim 2 lần, cho nên thành ra đưa cái máy trợ tim vô. Thì khi vào mổ, bác sĩ nói phải ký, bởi nguy hiểm tử vong nhiều hơn là sống lại. Nghe nghe. Thế mà nhờ cái công đức của hòa thượng tu hành, đến ngày hồi máu cơ tim 2 lần mà không chết. Lấy cái máy đặt vô trong này để trợ tim, và đến hòa thượng khỏe rồi.
và hai con mắt, một con bị mù từ lâu và con này cũng mù luôn rồi. Đến hôm nay bác sĩ nói là không thể nào chích thuốc vô để sáng được. Bây giờ hư con bên này, giờ nó lây qua con bên này cũng hư. Vậy mà không biết sao chích thuốc hay như thế nào mà chúng tôi nghĩ thuốc nó cũng... là cái công đức của Hòa Thượng ăn chay bao nhiêu lâu nay, nhờ cái đức độ của Hòa Thượng mà. Bây giờ một con thứ hai đã chích thêm một mũi nữa. Mà bác sĩ đã tuyên bố là chích chỉ cầu may thôi, mà chích bữa nay sáng lại. Mà đặc biệt ở huyện Đức Trọng, nhờ cái đức của Hòa Thượng mà đến ngày hôm nay quy tụ ở cái huyện Đức Trọng, nhất là cái xóm chùa Đại Ninh rất đông. Và Hòa Thượng ở tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, chỉ có cái chùa thầy mới nuôi được gần một cái phước, cái duyên của thầy mà nuôi được cái cụ này rất là lớn. Vì vậy nhờ cái đức như vậy cho nên còn là anh hùng Lương Sơn Bạc đến với thầy không? Bao nhiêu chú? 400 chú. Không ngờ có thể mà độ được các chú này. Nhất là chú Châu mà hôm trước quý vị nhớ không quý vị? Hôm nay cũng có đi dự, má chú cũng có đi nè. Thôi chú này là khỏi nói rồi, đúng là phải nói là đủ trò đủ chuyện. Đến nỗi mà đi qua bên sòng bài ở bên một bên Campuchia mà ông quýnh bài hết tiền rồi làm gì? Cầm mạng luôn, 5.000 đô luôn. Rồi hết tiền rồi cuối cùng không biết làm gì nữa, đi ngủ với mấy con BD kiếm tiền quýnh tiếp. Chuyện luôn. Không có còn tưởng tượng ông này nói mà. Bởi vì đi ngủ BD một đêm là nó cho ông ít tiền ông quýnh. Nó đợi má chú mà khi gặp được cái đĩa chúng tôi là phát tâm ăn chay trường liền. Nói ông chồng là hôm nay tôi quyết định tụng kinh Vô Lượng Thọ, tôi lại sám hối để cho đứa con tôi quay đầu, tôi chỉ cứu nó bằng cách này. Trao chợ cứ cúi mặt xuống, không dám nhìn. Và gì, lấy cái nón cái chay chì đứa con mình đó, nó làm, nó quan đàn, nó phá phách, nó ngang ngạnh, nó làm như vậy mình mặc cảm. Ra chợ cứ lấy cái nón che. Đến hôm nay niệm Phật lại Phật riết. Và chú này tự nhiên ông thấy chán hết rồi, không còn muốn cái gì nữa hết trơn. Ta còn không cho. Mấy bệ đê nó cũng không cho ngủ, nó ghét sao không biết nữa. Có nghĩa là nó không có còn. Về tới nhà gặp chú Đăng, cái chú rủ lên chùa. Rồi ông cha: con ơi, con cái việc lên đi, nếu mà con tu không được, con không có ở trên chùa, con vẫn nhận con. Tại giờ mới nhớ nè. Ông sống theo người dân quê, thấy chất phác thật thà, hoan hỷ. Đeo hoa cái nó khác thấy không? Cháu bỏ giảng hay hơn đó nha. Con ơi, con có lên chùa thầy Nhàn đi con. Không được á, con về đây cha vẫn chấp nhận. Dầu cho con cái ngang đàn cỡ nào đi nữa, những người cha mẹ phân không bỏ mình. Nhưng mà nên nhớ, vậy mà con bỏ cha mẹ rất dễ dàng. Con hiện tại bây giờ 20 bà già ăn một chỗ, nằm một chỗ, ỉa đái một chỗ tại tỉnh Thất Quan Âm. 800 bà già tại tỉnh Thất Quan Âm, con giao lên là xong. Thầy làm gì đó là bệnh hoạn đau ốm tất cả mọi thứ. Lạ. Nhưng mà chúng tôi có cái hạnh nguyện này. Vì vậy cho nên Phật gia hộ cho chúng tôi đầy đủ điều kiện để lo cho các cụ. Bây giờ còn lại 350 cụ, 150 chú là 500 người. Phật vẫn gia hộ. Chúng tôi tin tưởng nếu cái tâm mình rộng lượng thì cảm với Phật, cái phước đủ để bảo bọc những con người trong gia đình của mình, trong một cái cộng đồng của mình. Chúng tôi tin tưởng. Mà không biết vì sao 800 cụ lúc trước không thấy bệnh. Vì sao? Vì ăn chay. Chứ nếu mà 800 cụ này thay phiên đi lên bệnh viện Hoàng Mỹ ở trên Đà Lạt, cũng như là bệnh viện tỉnh Lâm Đồng, hàng ngày thay phiên đi 3-4 cụ, 5-7 cụ, chắc chúng tôi cũng mạt sập chùa. Tiền đâu chữa? Vậy mà sao không thấy bệnh? Mua mấy viên thuốc bỏ vô uống hết bệnh, cảm cảm sơ sơ. Có một cái bà, cái đầu của bà dịch. Bởi vì lúc trước bà chuyên môn làm cháo dịch, mà mua dịch bên ngoài về đó, thì bà thì người ta làm rồi người ta bán nó mắc. Nhưng mà mua dịch sống á, ở những cái trại á, mang về làm thì mà mình lựa dịch ngon cho người ta ăn nữa. Cho nên cái bà này bán cháo dịch rất ngon. Riết thời gian cái vừa đi mà vừa nhảy nhạc điệu disco. Nhúng nhúng nhúng.
mà bà đi thầy nói phải, thầy không phải chê bà mà bà đi như con vịt, cái mông bà thì lắc 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 như cà ngút cà ngút cà ngút. Cái hình ảnh này có Tịnh Thất Quan Âm chúng tôi mới nói nha. À, nó không có thể lo được nữa mà bán vịt mấy thằng con, mà con cái hôm nay được công danh sự nghiệp đã là thành công rồi, hôm nay nó kêu bà lên chùa đi rồi nó để bà cho nó luôn, mà bà nói mất cứ chảy ra không có cầm được. Vậy mà bà lên bà niệm Phật một thời gian, bà hết bệnh ngút ngút lắc đầu và bà hết bệnh luôn quý vị, tại Tịnh Thất Quan Âm. Vì sao? Cái chuyện này hơi khó tin, phải có bác sĩ chữa, có thuốc uống mới hết chứ. Không phải, cái bệnh này là do nghiệp này là nấu cháo vịt, giết vịt, cái nghiệp đó là nghiệp sát sanh, cho nên chỉ có công đức và công đức phóng sanh ăn chay nó mới hóa giải được. Nhớ cái công thức này. Cho nên mới nói là khi cái nghiệp sát sanh nặng là bởi vì nó phản hồi lại, chúng ta bị ngắn thọ mạng ngắn và sanh ra bệnh hoạn, thì giàu cho quý vị có của cải vật ngà đầy đủ, quý vị có hưởng được không? Nằm chỗ làm sao ăn được món gì mà hưởng, ăn ngắn chết sớm làm sao mà hưởng đó. Thì Phật mới nói rằng là sát nghiệp nhất, nặng nhất, bởi vì cái nhân quả phản hồi là đau bệnh và thọ mạng ngắn. Lắng nghe nha. Ở trong này á, Tòa Ấn Quang chỉ có nói rằng là nghiệp, chỉ có sát nghiệp là nặng nhất. Thì chúng tôi hỏi vì lý do gì nặng? Vì sát thì phản hồi cái quả là đau bệnh. Đau bệnh nghiệp nặng không? Nặng chứ. Cảm thôi là thấy khó chịu rồi đó. Bất cứ cái bệnh hoạn gì nó cũng đau đớn khó chịu. Và thọ mạng ngắn, mình không có thể của cải của mình chết sớm, phải nghiệp nặng không? Nặng nhất, đúng rồi. Khắp dưới gầm trời tạo nghiệp sát. Có nhiều người nói làm sao? Tôi đâu có giết gà, giết vịt, giết heo đâu. Ăn chay đây nè, tôi á là không có cần phóng sanh nữa, bởi vì tôi ăn chay tôi đâu có sát sanh nữa đâu mà tôi phóng sanh. Phải phóng sanh để trả nợ cũ, còn ăn chay mới có trị ác thôi. Mà phải tăng để trả cái nợ cũ của những năm trước mình ăn thịt chúng sanh. Và dẫu cho mình không ăn thịt, mình nằm trong bụng mẹ, mà mẹ mình vì mình phải ăn thịt ăn cá để nuôi cái thai, vì mình cũng cộng nghiệp sát sanh không? Có. Nó tự nhiên nhớ một cô Phật tử ở tại Canada, Montreal, 2011, đi qua Mỹ xong Thượng Tọa Thích Chí Thầy chúng tôi qua Canada. Thì qua xong hết rồi á, cuối cùng có một cô Phật tử đó mời về nghe một câu chuyện nè. Lắng nghe nè. Cô mới nói thưa thầy, con ở chồng của con ở miền Tây ở quê lâu lắm rồi con về lại. Chồng của con biết làm con gì không? Làm con chim bồ câu hầm thuốc bắc. Ông này là ông giỏi về thuốc bắc, cho nên cái thai này chỉ có ăn chim bồ câu mà chim non á, hầm vô thuốc bắc để nó bổ cái thai. Thì bên Canada là không bao giờ sát sanh nha, mà người ta chỉ ăn đồ hộp thôi. Một cái đoạn phim của đồ hộp á, con bò á, họ treo lên cái bắt đầu là gì? Họ máu chảy ra cái bắt đầu họ giết nó, mà theo cái dạng cái làm dây chuyền bằng máy á, nó đưa vô máy chặt cái cụp, bắt đầu nó mổ, nó làm toàn bộ bằng máy thôi. Xong bắt đầu nó quay cái đoạn phim thịt ra từng miếng, bắt đầu người ta ngồi người ta mới lấy ăn, rồi nó quay một cái ông mập phù lù vậy đó. Hoàn toàn người ta không có giết, mà người ta chỉ ăn đồ hộp, có người giết sẵn mang ra ngoài những cái hô, cái tiệm mới bắt đầu mình mua về thôi. Không bao giờ giết con gì, bên đó đó không có cho mình giết con gì hết trơn á, mình ra chợ mình. Thì sao? Về lại đây, ông cha chồng hầm một con chim bồ câu, lông nó ra trước khi cắt cổ á, là ông đạp hai cái cánh đó, nó không có dãy được rồi. Một cái chân ông đạp hai cái cánh đó, một cái chân ông đạp hai cái chân đó thì nó nằm im rồi. Thì ông cầm cái đầu, ông quay cái đầu nó vô trong cái mặt của bà đó, không biết khiến sao nó quay cái mặt, con mắt của nó đó nhìn bà. Thì khi bóp cứ chớp nó nhìn bà, thì tự nhiên cái cảm giác của cổ sợ, hình như cái sân hận, cái lúc đó là lúc nó đau đớn, cái lúc đó là lúc nó căm thù, mà cũng như là trong lòng nó phải nói là bực bội, tức tối, hận thù cao tột. Và trong tâm của nó nghĩ rằng ông này giết vì bà này, nhân quả đó nghe, nó chi phối vậy đó nghe. Thì
lấy dao cắt ngang cái cổ, nó chết rồi bỏ vô nồi luộc cho nó mềm, nhỏ lông ra hết, moi bộ đồ lòng xong làm hầm thuốc. Mà mỗi lần cổ nhìn nó, cái xác của nó để ăn á, tức là tự nhiên cổ nhớ đến cái con mắt của nó nhìn cổ trừng. Tự nhiên chúng tôi lại nhớ cái câu chuyện này. Rồi sao? Sự việc đã qua, về lại nhà thì cái đứa nhỏ này sanh ra là gì? Đứa con gái. Thì sao? Cái cặp mắt của đứa bé này lúc nào nó cũng trừng, nó nhìn mà không, mình không hiểu có phải là cái hồn của con chim bồ con bé này hay không. Dẫu cho không phải cái hồn nó nhập, nhưng mà cái nhân quả đó nghe, sẽ xử lý lại bà. Bởi vì đã tạo nghiệp sát rồi thì phải trả quả báo. Đứa bé này nó làm sao? Tức là đứa bé này không có khi nào nghe. Tức là bà mẹ nói không khi nào đứa con nghe. Và nói cái gì nó cũng bác, nói cái gì nó cũng cạo. Mà đáng lẽ 18 tuổi bên Canada, bên Mỹ là nó có cái quyền tự do, nó có thể đi theo trai, gặp bệnh nó đi ra ngoài, nó sống, cha mẹ không được nói. Cái luật của nó là vậy. Nếu nói là phạm đến nhân gì, nó 18 tuổi là nó có quyền tự do nó rồi. Nhưng mà đứa bé này biết mười mấy tuổi không? Mới có 15 tuổi là nó đi theo nghe. Bỏ học là một việc ngang. Kéo tiếp việc thứ hai, sanh ra đứa nhỏ què quặt. Hai đứa này nó làm cho cổ tinh thần xuống cấp, bại hoại và từ mũ lồ làm ăn giàu có. Cổ ở nhà chỉ chăm sóc hai đứa nhỏ. Ông chồng lên trên hãng may không quản lý nổi cặp bồ cặp bịch, coi như nhà may này tan tành theo mây khói. Sản nghiệp, tài sản tiêu tan, mà hai đứa con này gần như là mất. Một đứa là đã đi theo, còn một đứa là bị kinh phong nó giật lúc chúng tôi đi vô á. Nó lại nó nhìn mặt chúng tôi giống như mỗi trên đi xuống đó. Nó nhìn dập xong cầm ly đập rầm. Cái tự do nó muốn làm gì nó làm, mà nó đi cầu quýnh cầu quảng cầu quýnh cầu quảng, phải đẩy vô trong phòng và khóa cửa và nhốt trong đó. Nó đập rầm không á, nó đòi ra nó nhìn mặt chúng tôi. Mà có nhiều lúc ổng đang ngồi nó cầm ly nó sáng thẳng vô mặt luôn. Chỉ khắc sanh một cung chim bồ câu mà cái quả báo nó tới liền. Có phải sát nghiệp nặng nhất không? Nhất. Con cái bị tật quyền mà có, nó làm cho mình khổ, nhưng mà đứa con nó không nghe lời mới là. Không phải là chúng tôi nói cái nghiệp sát sanh mà thổi phồng cái sự việc phát sanh, mà chúng tôi muốn nói là cổ nhận định rằng đây là nghiệp sát sanh, và về sau không bao giờ dám về nhà ông già chồng nữa. Còn gọi điện qua không nói, con ơi, có con chim bồ câu đó ăn cái thai nó có bổ nó tốt không? Cổ vừa nói mà hai hàng nước mắt chảy ra. Tốt lắm, lúc ăn xong về tôi bất thường là sao? Nó quậy, nó đạp, nó nhoi, nó làm đủ thứ trong đó. Lúc chưa ăn thì nó hết trơn, mà sau khi ăn rồi nó đạp, nó nhoi, nó dãy, nó làm cho cổ ốm ngén. Cổ hỏi thầy biết ốm ngén không? Kêu thầy vô. Ốm ngén nghĩa là gì đó? Nó đòi ăn tùm bậy tùm bạ, đất nó cạp đất ăn, dầu á, dầu á. Vì cái thai nó đòi, me á, nó chua lè ăn, người ta gọi là ốm ngén. Lạ, sao lạ kỳ á? Cái thai nó đòi hành cái xác mình á. Cho đến bây giờ người ăn, người mang thai phải ăn cái gì? Và niệm Phật, niệm Quan Âm, thì cái thai này nó sẽ rất là gì, cái thánh hiệu A Di Đà Phật, thánh hiệu Quan Âm Bồ Tát, nó đi thẳng vào con người chúng ta, nó truyền trực tiếp vô trong cái thai ra, đứa bé này nó sẽ đẹp như Quan Âm Bồ Tát. Tin không? Thầy không mang à? Như vậy là mày học cái cách mang thai rồi đó, nghe chưa? Bà chị chúng tôi có hai đứa. Đứa đầu không biết tu, lên trên gặp bàn Phật, lên trên vượt ra liền sợ Phật và không dám niệm Phật. Mà mang đứa thứ hai á, bác nó sanh ra nó đẹp như Đức Quan Âm. Nhìn gương mặt nó đẹp hẳn. Đứa đầu thì nó lùn mà cái nó xấu, thứ hai nó đẹp. Nhờ cũng là từ một cái khuôn nó in ra thôi, chứ đâu phải khuôn khác đâu. Vậy mà từ đâu? Từ bệnh niệm danh hiệu Đức Quan Âm mà nó thay đổi đứa con trong lòng. Và mình niệm Đức Quan Âm Bồ Tát, Đức lâu ngày cái mặt mình nó sẽ thay đổi như Đức Phật A Di Đà. Tin không? Hữu tâm tự tâm, hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Hữu tâm là có cái tâm tốt, dầu cho mình có. Nhưng nếu mà mình có cái tâm tốt thì cái tướng xấu từ từ á, nó thay đổi thành cái tướng tốt. Vì do tâm sanh, đúng không? Tướng do tâm sanh mà.
cảnh tùy tâm chuyển, hữu tâm tự tướng tự tâm sanh, hữu tướng mà vô tâm. Hữu tướng tức là vô tâm, vô tâm tức là đây là không có cái tâm tốt là cái tâm xấu á, thì cái tâm xấu từ từ nó diệt cái tướng tốt này đi. Lắng nghe nha. Là tướng tốt là đẹp, là cân xứng, là không bệnh hoạn, là tướng tốt. Họ mà 80 vẻ đẹp của Phật á. Mà sở dĩ làm sao Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, bởi vì Phật có cái tâm tốt. Tâm tốt này để mà mình hình thành nó bao lâu? Lâu lắm. Bây giờ mình hiểu cái công đức danh hiệu của Quan Âm Bồ Tát, mình làm cho cái tâm mình tốt nó nhanh hơn. Vì có pháp môn tịnh độ chỉ trong thời gian ngắn mà từ 2007 mà đến ngày hôm nay mà được như vậy là nhờ nó có một cái sức mạnh và nó nhanh chóng. Tu cái pháp môn gì đi nữa, không phải là pháp môn niệm Phật, không phải là kính tinh lạy ngũ bách danh, tin tưởng Đức Quan Âm, phương cực lạc, xiển dương pháp môn tịnh độ, thì 60 năm sau chúng tôi cũng chưa được như vậy. Bây giờ là tự lực. Pháp môn tịnh độ là pháp môn tha lực. Tha lực đó là cái công đức Phật lực ở trong danh hiệu Phật, và cái công đức Phật lực ở trong lời nguyện của Ngài. Cho nên mới nói là một vô lượng công đức, vô lượng giác mà. Nhớ nghe, khi mình đi làm một việc như vậy nè, có niệm Phật cầu Phật gia hộ thì sao? Thì mọi việc đều hanh thông tốt đẹp.